Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 6 câu 25 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em rất cần những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Kính thưa cộng đoàn, mùa xuân là màu của hoa. Những bông hoa góp phần làm thành nét đẹp của ngày Tết. Ngày Tết mà thiếu hoa sẽ mất đi rất nhiều vẻ đẹp, vui tươi. Tại Việt Nam, hai loại hoa tiêu biểu cho ngày Tết là mai và đào. Trong Nam, mai nở rộ như ganh đua với nắng vàng rực rỡ. Ngoài Bắc, trong cái buốt giá của mùa đông kéo dài, những cành đào tươi thắm chen giữa đám lộc non xanh biếc là một cánh thiệp báo tin mùa xuân đến. Nhìn những cánh hoa tươi thắm như đang cười đùa với nắng xuân, mấy ai nghĩ rằng những cánh hoa kia đã phải trải qua một quá trình phấn đấu gian nan. Thật vậy, trước khi mùa xuân đến, những cây đào tơ trụi như những xác chết không hồn. Những cây mai cũng bị tuốt sạch lá để trở thành những cành khẳng khiu đến tội nghiệp. Những ai đã trồng hoa đều có kinh nghiệm, càng tuốt sạch lá càng có nhiều hoa. Chính những thân cây khẳng khiu trơ trụi ấy đã góp phần làm nên những bông hoa tươi đẹp trang điểm cho mùa xuân, đem niềm vui đến cho con người, trở thành dấu hiệu của hạnh phúc, của thành công. Mùa xuân, chúng ta thường chúc nhau thành công, hạnh phúc. Đã thấy những cành cây trơ trụi của mùa đông, rồi nhìn thấy những bông hoa rực rỡ hôm nay, chúng ta hiểu rằng thành công và hạnh phúc đạt được của chúng ta cũng phải trải qua những phấn đấu như các loài hoa. Để đạt được những thành công thiêng liêng và hạnh phúc vĩnh cửu, chúng ta cần phải nhìn vào đời sống của hoa để phấn đấu. Chúng ta cần phải phấn đấu để bỏ những gì xưa cũ. Nếu những cây hoa không chịu tước bỏ lớp lá cũ, già nua, xấu xí, thì làm sao có những cành lá non mơn mởn, và nhất là làm sao có những nụ hoa lộng lẫy vào mùa xuân. Chúng ta thấy đời sống thiêng liêng sinh hoa kết quả, chúng ta cùng phải tự bỏ những cái gì xưa cũ trong bản thân mình, những gì không phù hợp với tin mừng, những gì ngăn cản tiến bước của chúng ta như lười biếng, giận hờn, ganh tị, ích kỷ, chia rẽ, bất hòa, tự cao, tự đại. Chúng ta dồn hết năng lực vào mục tiêu chính. Mùa đông, người làm vườn tuốt lá tỉa cành, để khi mùa đến, nhựa cây phong phú, không phải tổn phí nuôi dưỡng những chiếc lá già nua, những cành cây vô bổ, nhưng dồn hết sức sống cho hoa mới, lá mới. Nhờ thế, hoa càng tăng trưởng, lá càng thêm xanh.
Con người cũng thế, muốn thành công và hạnh phúc thì phải loại bỏ những tiêu phí năng lực để dồn vào mục tiêu chính. Mục tiêu chính của chúng ta là luyện tập lòng yêu mến Thiên Chúa và con người. Sống vào mục tiêu chính, chúng ta sẽ thành công. Kính thưa cộng đoàn, ngày Tết ai nấy cũng đều lo cái chuyện là no đủ trong gia đình. Người nghèo nhất trong xã hội cũng được hưởng những ngày Tết theo truyền thống văn hóa dân tộc. Dù có đói khát túng thiếu thì ngày Tết cũng phải no đủ ít nhất có thể. Thế có nghĩa đối với con người, vấn đề cơm áo gạo tiền là vấn đề nhức nhối và phiền nhất trong cuộc sống. Hơn 2.000 năm qua, dù khoa học có tiến bộ đã đưa con người lên không gian và sống ở trên đó một thời gian, nhưng con người vẫn chưa giải quyết được vấn đề ăn uống cơ bản của mình. Thế giới vẫn đang vật lộn với nguồn nước sạch, lương thực tối thiểu và thuốc men cần thiết. Tại sao vậy? Tại vì có tình trạng quá chênh lệch về sở hữu của cải trần gian trong xã hội. Một số người có lòng tham không đáy, tìm tất cả mọi cách để tham nhũng, thấp hèn, chiếm đoạt tài sản chung của xã hội và nhân loại. Còn ở một số khác, chúng ta thấy có những cái gọi là công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Tất cả những cái chuyện công ích đó rơi vào một số cán bộ, để rồi chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta nghèo. Dẫu rằng chiến tranh đã chấm dứt, nhưng cuộc đời vẫn còn đầy dẫy những khó khăn gian khổ bởi vì lòng tham của con người. Kính thưa cộng đoàn, vậy thì thử hỏi việc tin tưởng vào việc Chúa quan phòng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay trong Tin Mừng có ý nghĩa gì với bối cảnh của xã hội và thế giới? Đối với những người có của ăn của để thì không thành vấn đề, bởi vì họ không phải lo lắng vào ngày mai. Còn đối với những người nghèo thì làm sao có tiền để mua gạo, mua cơm, trả học phí cho con cái, trả tiền viện phí cho cha mẹ già. Đối với những người vật lộn với cuộc sống, để chỉ để sống chứ nói làm giàu thì đã quá khó và tin tưởng vào Chúa. Phải nói rằng, đặt niềm tin tưởng vào Chúa thật sự không đơn giản. Lời Chúa có đó, nhưng thực tế cuộc sống của chúng ta nó khác. Và chúng ta nhìn thấy lời ấy có ru ngủ hay không, hay lời ấy có thể đánh lừa những người nhẹ dạ, dễ tin vào lời Chúa hay không. Nếu đi vào đời sống của giáo dân và lương dân, chúng ta sẽ thấy không có ít người nghèo xác tín được rằng họ được Thiên Chúa hay Trời Phật chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ là những người chịu thương, chịu khó làm việc, chứ không phải là những người ương lười biếng nhác. Nhưng nói theo cách bình thường thì họ không thể đủ tiền bạc để lo cho gia đình vì hoàn cảnh eo hẹp và công ăn việc làm chẳng là bao. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống, họ vừa lao động, vừa trông cậy vào Chúa, vừa trông cậy vào ơn trên, gia đình họ vẫn hạnh phúc, họ vẫn liều mình để giao phó mọi sự cho Thiên Chúa, cho Trời Phật như kiểu nói, trời xin voi xin cỏ, nên cảm nghiệm được có một bàn tay thu vô hình thu xếp, giải quyết mọi khó khăn. Ngày đầu năm suy nghĩ một chút về vấn đề vật chất trong cuộc sống, có lẽ không phải là điều vô ích. Nếu chúng ta không phải chạy ăn, thì chúng ta cũng đừng quên tạ ơn Chúa vì Chúa quan phòng cho chúng ta. Cách thể hiện lòng biết ơn tốt nhất, đẹp lòng Chúa nhất là chúng ta chia sẻ cái phần mà chúng ta có cho những người thiếu kém hơn. Còn chúng ta sống trong cảnh khó khăn thì chúng ta mạnh dạn và tin tưởng phó thác. Chỉ có đức tin bằng hạt cải chúng ta sẽ chứng kiến được những việc Chúa làm cho chúng ta. Thiên Chúa không bỏ ai phải đói, phải khổ. Chuyện quan trọng nhất đó là đủ trong cuộc đời. Biết bao giờ mới đủ, mỗi người sẽ định cho mình một cái đủ, cái mức độ. Nhưng nếu như chúng ta cảm thấy đủ thì chúng ta sẽ bình an. Bởi vì Chúa luôn luôn quan phòng, Chúa luôn luôn yêu thương. Chúng ta thấy như trong Tin Mừng Chúa nói đó, hoa huệ ngoài đồng, chúng không cày, không kéo sợi, không gì đó. Nhưng mà cả cuộc đời vua Salomon cũng không mặc đẹp được bằng cái đóa hoa đó. Và nếu như hoa cỏ ngoài đồng Thiên Chúa còn mặc đẹp như vậy, thì huống hồ gì con người.
Con người Thiên Chúa coi trọng con người hơn hai con chim sẻ nhiều lắm. Mạng sống của chim sẻ Chúa vẫn lo mà. Có con chim nào phải chết đói đâu. Chúa vẫn lo lắng. Và quan trọng nhất vẫn là niềm tin tưởng phó thác vào trong bàn tay của Chúa. Khởi đầu ngày mới, khởi đầu năm mới này, bước đi trong sự quan phòng của Chúa, cuộc đời của chúng ta chắc chắn bình an. Chúa nói, vậy anh em đừng lo lắng ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày đó. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, bởi vì lòng tin của chúng ta dễ bị lung lay, lòng tin của chúng ta khó tin vào Chúa, bởi vì cuộc sống rất khó khăn, cuộc sống rất là khổ cực. Nhưng chúng ta cố gắng, chúng ta tin Chúa để chúng ta phó thác, chúng ta bước đi trong năm mới này, dẫu rằng cuộc sống vẫn còn đó những cái khó khăn. Xin Chúa thêm ơn để chúng ta vui vẻ, tín thác, bước đi trong cuộc đời đầy khó khăn đó với sự quan phòng. Chúng ta nên nhớ Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta nếu như chúng ta tín thác vào Chúa. Xin Chúa cho chúng ta luôn luôn trao gửi vào tay Chúa vận mạng, vào ước nguyện của chúng ta trong năm mới này. Chắc chắn bước đi trong sự quan phòng của Chúa thì cuộc đời của chúng ta lúc nào cũng sẽ được bình an. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta phó thác trong tay Chúa năm mới này.